Giang và Đào Duy mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 toàn cầu đã gây ảnh hưởng nặng nề với nhiều lĩnh vực trong xã hội. Trong đó, ngành nghề bị thiệt hại nặng nhất có thể kể đến đó chính là ngành du lịch. Tuy nhiên, chúng ta đang có hai lợi thế trong tay để phục hồi du lịch. Một là Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19 rất tốt, có thể tự tin đi du lịch bất cứ nơi nào trong nước. Vậy nên, việc kích cầu du lịch trong nước lúc này là vô cùng quan trọng. Vấn đề đang khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm này sẽ được chúng tôi bàn luận trong ít phút tới. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật đáng chú ý sau đây. Cà Mau bắt đối tượng đang chờ đi cai nghiện lại tiếp tục móc túi. Tại Thanh Hóa bắt đối tượng chém người còn đâm công an trọng thương. Chuyên mục nóng trên mặt báo, đi du lịch lúc này là nuôi nhau, là cứu nhau. Cận cảnh cống thủy lợi lớn nhất Việt Nam đang thi công nước rút. Chế biến món ăn từ lông gà. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 1, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Tạo sinh năm 1983, Nguyễn Văn Cái sinh năm 1985, Phạm Văn Sành sinh năm 1993 cùng ngụ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và đối tượng Mai Văn Nhanh sinh năm 1983 ngụ tại huyện Tri Tôn để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra ban đầu, trước đó vào ngày 2 tháng 1, Ngô Văn Vững sinh năm 2000 ngụ Kiên Giang đến trường gà của Nguyễn Văn Tạo tại Cống Ranh thuộc xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, đá gà thua nhưng không có tiền trả nên Tạo đã đánh và giữ Vững tại nhà, để gia đình đến chuộc là 6 triệu đồng. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 3 tháng 1, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thành Đức, Ngô Thanh Tuấn, Võ Phi Phô, Bùi Văn Phúc sau khi đã sử dụng ma túy xong, Đức rủ thêm Cảnh cùng cả nhóm đến trường gà của Tạo để đá gà. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, cả nhóm đến trường gà của Tạo nhưng không còn ai tham gia nên quay đầu xe về thì gặp Tạo. Lúc này Tạo nghĩ nhóm của Đức đến trả thù chuyện Tạo bắt giữ Vững nên Tạo cầm hung khí cùng Sành, Cái, Nhanh đuổi theo và bắt giữ Phô, buộc tay đem về nhà giao cho Tạo giữ. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có nhóm đối tượng đang đánh nhau, đến khoảng 16 giờ công an xã Lương An Trà đến ngăn chặn và 12 nhóm đối tượng có liên quan về trụ sở để tiến hành xác minh làm rõ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Vào chiều ngày 5 tháng 1, Công an phường 7, thành phố Cà Mau vừa mời đối tượng Huỳnh Vũ Hùng, sinh năm 1993, ngụ tại khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau về cơ quan làm việc vì có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực. Đây là đối tượng đang chờ quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Tại cơ quan công an, Huỳnh Vũ Hùng đã thừa nhận chính là thủ phạm đã ra tay thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp một điện thoại di động của một người phụ nữ đang đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu thuộc khu vực khóm 7, phường 7 vào ngày 3 tháng 1. Qua đấu tranh khai thác, Hùng khai nhận thêm, trước đó vào ngày 18 tháng 12, Hùng đã thực hiện hành vi trộm một điện thoại di động tại cửa hàng Bách Hóa. Được biết, Hùng từng có một tiền án về tội trộm cắp và nghiện ma túy, bị các cơ quan chức năng điều tra về một vụ trộm cắp khác. Đồng thời Hùng đang được lập hồ sơ để đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy. Thưa quý vị, trong khi màn dàn cảnh tinh vi để đá nóng hai xe máy của 5 đối tượng xảy ra ở Bình Dương mà 24 giờ chuyển động đã đưa tin khiến cho dư luận chưa hết bức xúc, thì cũng tại Bình Dương mới đây lại tiếp tục vụ việc tương tự. 5 đối tượng đã dàn cảnh lừa bảo vệ rồi trộm đi chiếc xe máy chỉ trong tích tắc. Sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ 17 phút ngày 3 tháng 1 tại một shop quần áo trên đường DT746 thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên xuất hiện 5 nam thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy vào bãi trong xe. Các đối tượng này chia thành 2 nhóm và chạy lại hai đầu của bãi xe. Khi thấy có người đi vào, bảo vệ liền tiến lại gần. Trong lúc đồng bọn đang đánh lạc hướng bảo vệ thì hai đối tượng đứng hai đầu đã nhanh chóng bẻ khóa xe. Vài giây sau đó, một chiếc xe đã bị bẻ khóa. Các đối tượng nhanh chóng lên xe rồi phóng đi. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ shop đã trình báo sự việc lên công an, đồng thời đăng tải clip lên mạng xã hội để mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác. Thưa quý vị, thời điểm cận Tết, tình trạng trộm cắp tài sản diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vậy nên mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác để tài sản của mình không trở thành miếng mồi ngon cho đối tượng xấu ra tay.
Một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, mới đây thì đối tượng Lê Văn Đức sinh năm 1999 đã bị công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bắt giam và khởi tố với hai tội danh cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Sau khi dùng dao chém một bạn nhậu bị thương, đối tượng này còn dùng kéo chống trả quyết liệt và đâm một thiếu úy công an trọng thương. Trước đó khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 1, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, đối tượng Lê Văn Đức sinh năm 1999, ngụ tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, đã dùng dao chém anh Bùi Ngọc Thắng sinh năm 1982 ở cùng xã trọng thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Quảng Yên đã xuống hiện trường để điều tra giải quyết vụ việc. Tại đây, đồng chí Vũ Tiến Hưng đã yêu cầu Lê Văn Đức lên trụ sở công an xã để làm việc. Lê Văn Đức không những không chấp hành mà còn dùng kéo chống trả quyết liệt và đâm vào bụng khiến đồng chí Hưng bị thương. Chiều ngày 5 tháng 1, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Hưng yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác và chiến đấu. Quý vị thân mến, ngành du lịch thế giới thiệt hại 1.100 tỷ đô la Mỹ khiến cho khoảng 230 cho đến 240 triệu người lao động mất việc làm và GDP thế giới giảm khoảng 2% vì đại dịch COVID-19. Việt Nam có hơn 320 doanh nghiệp du lịch lữ hành phải ngưng hoạt động và tổng thiệt hại ước tính lên đến khoảng 23 tỷ đô la Mỹ. Vậy thì ai bị thiệt hại? Toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các hãng hàng không và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các nhà hàng, khách sạn, các hãng taxi truyền thống, taxi công nghệ, xích lô, xe ôm. Vậy thì còn ai nữa? Đó là những người nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông sản. Tuy họ là người bị ảnh hưởng gián tiếp, nhưng cũng sập tiệm vì còn Covid. Chưa kể các quán ăn, các gánh bún, gánh xôi bên lề đường không có du khách thì cũng ế ẩm, thu nhập giảm và đời sống của người buôn bán cũng gặp khó khăn. Trong hàng vạn doanh nghiệp trong rất nhiều ngành nghề kể trên, không phải chính mình là người lao động trực tiếp thì cũng có ai đó là người thân, bạn bè của mình. Họ đang thất nghiệp, đang gặp khó khăn, đang mong muốn ngành du lịch mạnh khỏe trở lại. Vậy thì du lịch đâu chỉ của riêng những công ty du lịch, công ty lữ hành. Du lịch hồi phục sẽ mang lại công ăn việc làm, lợi ích cho toàn xã hội, phát triển kinh tế cho đất nước. Biết lợi như vậy thì với những ai có điều kiện, hãy xách bao lô lên mà đi, rút tiền ra khỏi ví để xài. Không chỉ vì hưởng thụ cho riêng mình mà góp phần cứu sống một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Có tiền nhiều thì đi xa, tiêu nhiều, ít tiền thì đi gần, tiêu xài tiết kiệm. Mỗi người một chút đều tác động tích cực đến sự phục hồi kinh tế du lịch. Mấy ngày nghỉ Tết dương lịch đã có hàng nghìn người đi du lịch, từ đây tới trước và sau Tết Nguyên Đán sẽ là cơ hội cho ngành du lịch. Vì hy vọng sẽ có hàng triệu người đi chơi, nhiều người đi du lịch sẽ tạo nên sinh khí kích thích tiêu dùng, nhiều ngành nghề kinh doanh tốt, nhiều việc làm được tạo ra. Đi du lịch lúc này là nuôi nhau, là cứu nhau. Chúng ta đang có hai lợi thế trong tay để phục hồi du lịch. Một là Việt Nam kiểm soát được dịch Covid-19 rất tốt, có thể tự tin đi du lịch bất cứ nơi nào trong nước. Lợi thế thứ hai là ngoài kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam là quốc gia an toàn, người dân có thể yên tâm đi lại, vui chơi, thụ hưởng cuộc sống. Thật tự hào khi tôi có thể chia sẻ rằng trước đây tôi đã từng là một hướng dẫn viên du lịch và tôi dám khẳng định rằng Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, có nhiều cảnh quan độc đáo, có nhiều di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Là người Việt Nam nhưng mà không phải ai cũng đã đặt chân đến được những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước mình. Vậy thì hãy xách ba lô lên và đi thôi. Và tất nhiên chúng ta phải luôn tự giác để tuân thủ các quy định về phòng chống Covid-19 quý vị nha. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều tuần qua, giáo viên và học sinh trường mầm non xã Điền Hạ, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa phải di dời sang điểm học tạm do điểm trường chính có 5 phòng học bị sụp lún, sập trường và hư hỏng rất là nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do địa chất chưa ổn định, dưới lòng đất có mạch nước ngầm nên gây ra sụp lún. Và sau đây là ghi nhận của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Nằm ở vùng đặc biệt khó khăn, trường mầm non Điền Hạ được đầu tư xây dựng vào năm 2013. Khu chính có 7 lớp với khoảng 200 học sinh. Ngày 23 tháng 11 năm 2020, khi giáo viên và học sinh đang trong giờ học, thì 5 phòng học bất ngờ sụp lún và sập tường. Rất may là không có ai bị thương. Ngay sau đó, toàn bộ học sinh đã được di chuyển sang học tạm tại trụ sở cũ của Ủy ban Nhân dân xã. Nó sụp lún hết rồi, và cái tường thì nó bị nứt ra, cho nên là rất chi là sợ. Cho nên là nhà trường đã không dám cho các cháu học ở đây. Và nhất là những cái mùa mưa bão mà hiện tại bây giờ nếu không có cách xử lý thì cũng sợ trường sẽ đổ lúc nào không biết. Tuy nhiên tại nơi học tạm, các cháu phải học trong điều kiện hết sức eo hẹp,
chật chội, việc ăn uống, sinh hoạt phải thực hiện ở ngoài sân, trong giờ học cũng không được vận động thoải mái. Các hoạt động trong quá trình dạy và học gặp nhiều khó khăn. Ở trường mầm non xã Điện Hạ được đầu tư năm 2003, được đưa vào sử dụng đã gần 20 năm. Thì trong quá trình sử dụng thì cũng đã xuống cấp rất là trầm trọng. Thì để đảm bảo cho cái mức độ an toàn cho các cháu, thì chính quyền địa phương đã di chuyển các cháu về cái công sở cũ để cho các cháu học và sinh hoạt được an toàn hơn. Ngay sau khi có báo cáo của xã Điện Hạ, Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước đã cử đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài chính xuống kiểm tra và đề xuất phương án xử lý. Do điều kiện kinh phí của huyện gặp rất nhiều khó khăn, thì sau khi khảo sát đánh giá thực trạng và sự nguy hiểm của cái trường mầm non Điện Hạ, Ủy ban nhân dân huyện đã có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin kinh phí hỗ trợ để xử lý khẩn cấp đối với trường mầm non Điện Hạ với tổng kinh phí là khoảng hơn 9 tỷ đồng. Rồi trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện cũng rất mong sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có kinh phí để khắc phục, xây dựng mới cái khu trường mầm non Điện Hạ tại một địa điểm mới để cho giúp cho các cháu có địa điểm học ổn định. Trước thực trạng trường mầm non Điện Hạ bị sụp lún sập tường, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án khắc phục tình trạng này. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong khi nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản hay giáo dục ở Việt Nam đã và đang đạt được nhiều cải tiến nhờ vào cuộc cách mạng công nghệ, thì các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn hoạt động dựa trên nền tảng đọc trong hơn 50 năm qua. Và với kỳ vọng là nâng cao trải nghiệm cho bạn đọc cũng như là hỗ trợ lan tỏa thông tin đến nhiều người dùng ở mọi lứa tuổi và nghề nghiệp, sáng ngày 5 tháng 1 năm 2021, Báo Thanh Niên và các đối tác đã cho ra mắt dự án Báo Thông Minh Thanh Niên Online, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên nền tảng báo điện tử thanhniên.vn. Đây cũng là lần đầu tiên một tờ báo điện tử tại Việt Nam ứng dụng AI để giao tiếp với bạn đọc. Đây là dự án do Báo Thanh Niên cùng các đối tác ISOBA, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Google và Nhà của tôi nghiên cứu, phát triển và vận hành. Việc đổi mới công nghệ là đòi hỏi cấp thiết của mọi cơ quan báo chí, truyền thông nhằm thích ứng với những thay đổi của thời đại Internet, vạn vật, trí tuệ nhân tạo và Big Data. Hơn lúc nào hết, mục tiêu nâng cao chất lượng và tính đa dạng, tính phong phú của việc cung cấp nhiều tiện ích cũng như là việc cung cấp nhiều cái hình thức tương tác đối với bạn đọc, thì đây là cái mục tiêu hướng tới của các cái cơ quan báo chí. Bên cạnh việc nâng cấp trải nghiệm người dùng bằng các tương tác với website tin tức, trợ lý ảo AI trên báo điện tử Thanh Niên còn giúp tin tức trở nên dễ tiếp cận hơn đối với những người bận rộn, yêu thích việc vừa lắng nghe tin tức, vừa thực hiện nhiều công việc cùng lúc. Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tiếp cận thông tin mà không cần sử dụng màn hình điện tử quá nhiều, đặc biệt dành cho những người khiếm thị hay không biết chữ. Cái hệ thống trí nhân tạo mà Báo Thanh Niên tử vừa phát triển có thể so sánh giống như là một cái bộ não để giúp cho tờ báo thông minh hơn, nó hiểu được nhu cầu bạn đọc hơn. Và thứ hai là từ cái chỗ hiểu bạn đọc thì có thể trở thành một cái trung tâm phân phối cái tài nguyên của báo điện tử. Và cái tài nguyên đó thì trong tầm nhìn của chúng tôi thì nó không chỉ dừng là câu chuyện của tin tức, có thể nó sẽ trở thành một trung tâm phân phối các cái tài nguyên số khác. Cái việc mà ứng dụng AI vào những cái nền tảng báo chí á, thì ở những cái thị trường phát triển hơn, chẳng hạn như là Mỹ chẳng hạn, thì họ đã ứng dụng khá lâu rồi. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì mình thấy rằng rõ ràng trước nay thì chưa có cái tờ báo nào mà thực sự mà đưa ra một cái công nghệ nó làm thay đổi cái trải nghiệm của người dùng. Thì ngày hôm nay Thanh Niên là cái người đầu tiên được bước cái bước tiến đầu tiên để mà tạo ra những cái trải nghiệm mới. Những khách mời tham gia buổi lễ ra mắt dự án Báo Thông Minh Thanh Niên Online cũng đã được trải nghiệm hình thức đọc báo bằng trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo đầu tiên ở Việt Nam. Cái việc thao tác của Ngọc nó rất là nhanh chóng, cho nên là Ngọc thấy là việc đọc báo dường như nó không còn quá khó khăn nữa. Ngọc không cần phải tìm kiếm thông tin quá khó khăn nữa và Ngọc có thể thao tác bằng giọng nói. Từ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2021, độc giả của Báo Thanh Niên đã có thể bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để đọc báo. Chỉ cần truy cập thanhniên.vn, đăng nhập tài khoản người dùng và làm theo các hướng dẫn giao tiếp bằng lời nói với trợ lý ảo AI để rảnh tay đọc báo Thanh Niên. Thưa quý vị,
Đây là công trình cống kiểm soát mặn Cái Lớn, hợp phần chính trong siêu dự án cống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé, một công trình kiểm soát mặn được xem là lớn nhất Việt Nam, thuộc địa bàn hai huyện An Biên và Châu Thành của tỉnh Kiên Giang. Công trình được khởi công vào tháng 11 năm 2019 với tổng mức đầu tư của dự án là hơn 3.309 tỷ đồng. Ngay bây giờ mời quý vị cùng cận cảnh cống thủy lợi lớn nhất Việt Nam. Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 là chủ đầu tư hợp phần xây dựng công trình gồm cống Cái Lớn, cống Cái Bé, xây dựng để nối hai cống này với quốc lộ 61, cống Xẻo Rồ. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Kiên Giang và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hậu Giang làm chủ đầu tư hợp phần, mô hình sinh kế và các hoạt động phụ công trình trên địa bàn mỗi tỉnh. Theo mô tả của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, dự án có nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước mặn, lợ, ngọt, tạo điều kiện sản xuất ổn định cho các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái, ngọt, mặn lợ, ngọt lợ luân phiên trên vùng diện tích hơn 384.000 ha. Giai đoạn 1 của dự án tác động đến 4 tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang và một phần Cà Mau, Bạc Liêu. Công trình cống Cái Lớn Cái Bé đến nay đã thực hiện được khoảng hơn 12 tháng, tức là 50% thời gian hợp đồng. Tuy nhiên đến nay là đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Và hiện nay chúng tôi đang đẩy nhanh công tiến độ để hoàn thành hợp đồng. Thì quá trình thực hiện thì cũng có ảnh hưởng đến Covid. Tuy nhiên là hiện nay chúng tôi đã cùng phối hợp với nhà thầu đảm bảo các mốc tiến độ, kể cả các thiết bị nhập khẩu từ châu Âu cũng đang đảm bảo tiến độ. Khoảng giữa tháng 2 năm 2021 này thì chúng tôi sẽ vận hành cống Cái Bé, là công trình một trong hai công trình chính của dự án. Trước đó, công trình hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé đã nhận được không ít ý kiến phản biện trái chiều, đặc biệt là giới chuyên gia, nhà khoa học. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp nhận những phản biện, đóng góp từ các cơ quan chuyên môn, cân nhắc những mặt lợi và mặt hại, công trình này đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Và bây giờ là những sự việc gây chú ý xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã chính thức được đưa vào thực đơn phục vụ thực khách tại một nhà hàng ở Singapore. Đây được xem là dấu mốc lịch sử ẩm thực mà những người tạo ra sản phẩm này hy vọng góp phần giảm thiểu những tác hại đến môi trường từ hoạt động sản xuất thực phẩm của con người. Một nhóm học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 18 đã được mời trở thành thực khách đầu tiên thưởng thức món ăn được chế biến từ thịt gà nuôi cấy này. Do các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19, sự kiện này đều không có sự tham gia của giới truyền thông. Hồi đầu tháng này, công ty khởi nghiệp Itchers của Mỹ cho biết Singapore đã bật đèn xanh cho công ty này bán thịt gà được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Như vậy, Singapore đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép bán sản phẩm được gọi là thịt mà không phải từ động vật bị giết mổ. Tiếp theo sau đây cũng là một phát minh thú vị liên quan đến gà. Đó là người ta đã có thể biến lông gà thành một món ăn rất là ngon miệng. Mời quý vị cùng khám phá phát minh kỳ lạ này. Món ăn này được chế biến từ một nguyên liệu đặc biệt. Nhà nghiên cứu người Thái Lan Sorawut Kitty Banthor, 30 tuổi, đã dùng lông gà để chế biến thành một món ăn có tên gọi là gà chiên đám mây. Kitty Banthor biến lông gà thành thức ăn bằng cách phá vỡ chất keratin, một loại protein có trong lông và móng gà. Một quy trình gồm 13 bước sẽ chuyển đổi protein thành một hợp chất có thể tiêu hóa được. Sáng kiến của Kitty Banthor đã nhận được một số phản hồi tích cực. Kitty Banthor hy vọng công thức chế biến của anh sẽ được áp dụng trong các nhà hàng nói không với rác thải. Liên tục chương trình chuyên mục cà phê không đường, không để xảy ra vi phạm tại biên giới. Tích cực điều tra vụ tai nạn lao động làm 11 người thương vong. Chui xuống gầm kiểm tra sự cố, tài xế bị xe tải cán tử vong. Chuyên mục chuyện ngày mới, độc đáo nghề muối Ba Khía ở vùng cực Nam Tổ quốc. Thưa quý vị, mỗi năm vào thời điểm sát Tết thì tình trạng buôn lậu hàng hóa qua khu vực biên giới phía Bắc lại diễn ra căng thẳng. Nhưng năm nay, do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến bất thường, nên sóng ngầm khó lường này có xu hướng giảm hơn. Tuy nhiên, tình trạng nhập cảnh trái phép lại gia tăng do lượng người về thăm người thân khá lớn. Mặc dù vậy, thì lực lượng biên phòng vẫn không chủ quan mà đã đưa ra rất là nhiều giải pháp đồng bộ để không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật nơi biên giới. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy rõ điều này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thôn Na Hình thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, nằm sát biên giới Việt Nam Trung Quốc, địa hình đồi núi phức tạp, dân trí thấp nên khu vực này đã trở thành một trong những điểm nóng của tình trạng mang vác hàng lậu qua biên giới như một thói quen.
Để giải quyết tình trạng này, lực lượng biên phòng phải thường xuyên vận động để người dân địa phương nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật. Tuyên truyền, vận động của chúng nhân dân, đặc biệt là các cái thôn bản giáp biên, tuyên truyền để nhân dân hiểu được và chấp hành nghiêm cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hiểu được những cái tác hại hậu quả của việc mà tham gia tiếp tay với buôn lậu, đặc biệt là tham gia đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Hơn 5 năm trở về trước, gia đình ông Lê Văn Biên thường xuyên đưa hàng từ bên kia biên giới Việt Nam. Mỗi chuyến hàng cho ông nguồn lợi từ 200 đến 300 ngàn đồng. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Vậy nhưng từ khi được tuyên truyền vận động, ông đã từ bỏ thói quen này. Và nay ông còn là nhân tố tích cực trong vận động người dân trong thôn cùng thực hiện, không để vi phạm xảy ra trên địa bàn. Ở trên đường biên mốc giới có cái việc gì phải báo cáo về vấn đề đồn hay là trạm biên phòng ấy là chưa kịp thời. Dân chúng tôi cũng là đề phòng về những phòng chống và những người buôn lậu qua những cái đường mòn của biên giới thì luôn là có trách nhiệm là nhắc nhở bà con là không nên là đi tham gia. Thì cũng không có cái gì xảy ra đi lại trái vượt biên trái phép này cũng không có ai đi ra. Có cái biên phòng cách là bà con rất là yên tâm. Mặc dù được sự đồng thuận của người dân địa phương, nhưng lực lượng biên phòng vẫn luôn duy trì đủ quân số, túc trực 24 trên 24 giờ tại 47 láng trại, chốt trên các đường mòn lối mở, không lơ là mất cảnh giác. Đó chính là phương châm của lực lượng chốt chặn nơi tuyến đầu biên giới, nhằm ngăn chặn những đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tất nhiên là không lơ là. Thì hiện nay thì chúng tôi đã triển khai cái kế hoạch cao điểm về phòng chống tội phạm và chống xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời vẫn phải tổ chức lực lượng để ngăn chặn ở trên biên giới, không lúc nào lơi lỏng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới. Đường biên giới dài, địa hình hiểm trở và để có một biên giới bình yên, hơn bao giờ hết, lực lượng biên phòng đang rất cần sự chung tay, đồng sức đồng lòng của cư dân vùng biên trong công cuộc phòng chống tội phạm. Điều này không chỉ góp phần tích cực vào công cuộc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới, mà còn giúp ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép và nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn lao động làm cho 11 người thương vong tại công trường thi công trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An nằm trên đường đại lộ Lenin, thành phố Vinh. Trong 2 ngày qua, đoàn công tác của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng và Cục An toàn Lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn lao động để kiểm định và làm các công tác liên quan đến nguyên nhân của vụ tai nạn. Để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này, cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ xây dựng công trình, dùng bạc niêm phong than tời để phục vụ khám nghiệm điều tra. Việc đình chỉ thi công cho đến khi có kết luận vụ việc. Đại diện công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171, đơn vị thi công cho biết, vận than gặp sự cố lắp đặt từ tháng 9 năm 2020 và đã được kiểm định. Sức tải của vận than hơn 1 tấn, có thể chở khoảng 20 người. Thời điểm xảy ra sự cố, trong vận than có 11 công nhân nên không có tình trạng quá tải. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do than tời bị đứt, dẫn đến than rơi tự do từ trên cao xuống đất. Tuy nhiên, để có thông tin chính thức về nguyên nhân, thì các đơn vị chức năng công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngày 5 tháng 1, Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Công an thị trấn Tân Phú, tỉnh Bình Phước tiến hành lập biên bản thu giữ 17 kiện hàng gồm súng tự chế và một số vũ khí, công cụ hỗ trợ, mua bán qua mạng xã hội điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào trưa ngày 4 tháng 1, trong quá trình kiểm tra soi chiếu các kiện hàng tại nhà kho, nhân viên công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm chi nhánh Đồng Phú phát hiện một số đơn hàng nghi ngờ là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ngay sau đó, công ty đã trình báo cho công an thị trấn Đồng Phú để kiểm tra, lập biên bản thu giữ tang vật. Lực lượng công an xác nhận các kiện hàng này chứa linh kiện, cộng chi tiết chế tạo súng tự chế, một bọc chứa khoảng 100 viên đạn chì, 3 bình xịt hơi cay, pháo điện, kiếm nhật. Theo Công an thị trấn Tân Phú, do việc mua bán diễn ra trên mạng Internet nên cả bên bán lẫn bên mua đều sử dụng nick Facebook giả. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đang điều khiển thì chiếc xe tải gặp sự cố chết máy. Tài xế đã chui xuống gầm xe để kiểm tra thì chiếc xe tải bất ngờ tự trôi và cán tài xế tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra tại lối ra của trạm thu phí IC9,
cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận của xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Vào thời điểm trên, khi chiếc xe tải đang dừng ở trạm thu phí để trả tiền thì bị chết máy. Sau khi phát hiện ra vụ việc, tài xế đã chui xuống gầm để kiểm tra. Điều đáng nói là ngay sau đó, chiếc xe đã tự trôi và cán qua người nạn nhân khiến tài xế tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại sự việc đã lập tức nhận được sự quan tâm và chú ý từ phía cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng tài xế đã quên trả số kéo phanh khi xuống xe. Đến rạng sáng ngày 5 tháng 1, đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với công an địa phương tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính tài xế tử vong được xác định là Phạm Ngọc Trịnh, sinh năm 1989, ngụ tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Quý vị thân mến, những ai ở vùng đất cực nam của Tổ quốc chắc chắn đã rất thân quen với món ba khía muối đúng không ạ? Món ba khía muối hay còn gọi là mắm ba khía đã gắn liền bao đời nay với người dân rừng ngập mặn Cà Mau bởi mùi vị đặc trưng của con ba khía khiến thực khách khó quên khi một lần được thưởng thức. Và nói về nghề muối ba khía thì thưa quý vị, nghề muối ba khía tập trung chủ yếu ở các huyện như là Nam Căn, Đầm Dơi hay là tại Phú Tân của tỉnh Cà Mau. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là con ba khía ở vùng Rạch Gốc của huyện Ngọc Hiển. Bởi vì chính hương vị đậm đà của nó đã tạo nên thương hiệu riêng cho ba khía muối Rạch Gốc. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng về với vùng đất cực nam của Tổ quốc để khám phá nghề muối ba khía độc đáo này nha. Anh Châu Ngọc Sang ở khóm 8 thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển là người gắn bó với nghề muối ba khía trong nhiều năm qua. Đối với anh Sang, nghề muối ba khía không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn mang lại giá trị tinh thần to lớn khi được nhiều người yêu thích. Ba khía muối không khó chế biến, nhưng đòi hỏi người thợ phải khéo léo trong từng công đoạn để có được những con ba khía ngon, thịt chắc lại vừa ăn. Đặc biệt công đoạn lựa chọn ra những con ba khía tươi, thịt chắc và pha muối được xem là quan trọng nhất để có được những con ba khía muối chất lượng đến người tiêu dùng. Mình quậy cái nước muối đen đó cho nó tới bảo hòa, thì là mình cho con ba khía vô nó uống nước đó, mà con ba khía là phải là nó khô gáo rồi. Nó đã khát nước rồi đó, nó uống vô thì nó sẽ no nước muối đó thì ba khía nó sẽ chết. Chết thì trong các khoảng cỡ một tiếng đồng hồ đó mình mới lấy ra, mình vớt ra, mình lựa lại như vậy nè. Để ba khía muối được con, với những nghệ nhân vùng đất cực Nam luôn cẩn thận trong việc lựa chọn từng con ba khía tươi, thịt chắc, rửa sạch rồi đem cho uống nước muối, để ráo rồi cho vào khạp, lu, quậy nước muối trắng, đổ vào ba khía để dự trữ được lâu. Tùy vào kỹ thuật của từng gia đình mà cho ra lượng ba khía muối ngon, chất lượng, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng trong cả nước. Nên là rất là tự hào. Và nói chung bên cạnh đó thì cũng cố gắng để giữ được cái nguồn này để mà cung cấp cho mọi người được thưởng thức món này. Với giá bán từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng một ký, đã tăng thu nhập cho người dân và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Về lâu dài, các cơ sở sản xuất ba khía muối cần đăng ký quyền bảo hộ sản phẩm mang nhãn hiệu ba khía muối Rạch Gốc, góp phần xây dựng thương hiệu với sản phẩm đạt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nghề muối ba khía được truyền từ nhiều thế hệ và là nghề thủ công ra đời sớm ở huyện Ngọc Hiển. Với sự hấp dẫn của con ba khía muối nên nghề muối ba khía luôn được người dân gìn giữ và phát huy. Hiện ba khía muối không chỉ được người dân địa phương ưa chuộng mà phát triển kể cả trong lẫn ngoài nước. Thưa quý vị, nghề muối ba khía được lưu truyền qua nhiều thế hệ và là nghề thủ công ra đời sớm ở huyện Ngọc Hiển. Với sự hấp dẫn của con ba khía muối thì nghề muối ba khía luôn được người dân gìn giữ và phát huy. Mong rằng là nghề muối ba khía sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát triển bền vững nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người dân vùng cực nam của Tổ quốc. Và quý vị thân mến, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Trúc Giang và Đào Duy xin kính chào và hẹn gặp lại.